xôn xao bài hát ca nương tú thanh đi hát chùa vận vào đời thực nghe xong dùng mình thực hư ra sao những ngày qua sự ra đi của ca nương nhỏ tuổi nhất việt nam đặng tú thanh vẫn khiến dư luận chưa khỏi hết bàng hoàng xót xa khi một tài năng phải ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ sau một ngày kể từ khi tú thanh qua đời gia đình đã tổ chức lễ tang và hỏa táng linh cữu của em tại thành phố hải phòng Xót xa hơn, bố mẹ Tú Thanh thời điểm đó đang làm thủ tục từ Úc về Việt Nam nên không thể nhìn mặt con gái lần cuối. Mọi thủ tục hậu sự của Tú Thanh đều được giao cho người thân lo liệu. Tăng lễ của Tú Thanh diễn ra trong sự nghẹn ngào và xót thương, tiễn đưa của nhiều người dành cho một tài năng trẻ của nghệ thuật nước nhà. Đại Đức Thích Giác Hiệu, trụ trì chùa hang Đồ Sơn cho hay, ngoài gia đình, bạn bè, thầy cô của Tú Thanh thì còn nhiều quý tăng ni tại các ngôi chùa trong và ngoài tỉnh đến cầu siêu. Khi tăng lễ của Tú Thanh chưa qua lâu, thì mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn về một bài hát từng được ca nương biểu diễn lúc sinh thời vận vào đời của tú thanh khiến nhiều người hoang mang cụ thể tin đồn này cho rằng một bài hát tú thanh từng diễn ở chùa có câu hát con nợ mẹ một lời xin lỗi kiếp này con không thể nói đã khiến nhiều người liên tưởng đến kiểu câu nói của một người ra đi sớm không thể chọn vẹn chữ hiếu với cha mẹ và trùng hợp với việc Tú Thanh không may qua đời ở tuổi 14. Dù nhiều người xôn xao bàn tán về vấn đề này, nhưng thực chất đây chỉ là sự trùng hợp và không thể xem đó là điềm báo hay bài hát vận vào đời Tú Thanh. Nghe từ dần cho rằng Tú Thanh đã không may qua đời, việc cần làm là thành tâm tiễn đưa em chứ không nên tung thêm những tin đồn không xác thực khiến dư luận hoang mang. Nhiều bầu show và nghệ sĩ từng hợp tác với Tú Thanh đều dành lời khen nức nở cho tài năng trẻ này. Từ sau chương trình gương mặt thân quen, tôi đã mời em ấy đi hát ở một số sự kiện tại Hải Dương, Vĩnh Phúc. Tú Thanh rất dễ thương, ít nói, hay cúi đầu chào người lớn tuổi. Có thời điểm cát xê của em ấy là 18-20 triệu đồng. Ở tuổi của em ấy đó là số tiền lớn, nhưng Tú Thanh khá giản dị và khiêm tốn. Nhiều bé ở tuổi đó làm ra tiền, có thu nhập thì sẽ xài sang, nhưng Tú Thanh không như vậy, đi đâu có chị gái hay gia đình đưa đón. Bầu sâu Thúy Nhân cho hay.